giỏi thế. Đi lấy nón về á. Tụi mẹ nha, mẹ đeo một cái bao tay này nữa nha. Ừ, đeo bao tay thì mình đi nhặt củi. Ê, nhặt củi nhá. Ừ, nha. Nhà nhặt củi thôi, nhà nhặt củi thôi. Nha. Mình đi nhặt củi thôi. Nha, ra đây để củi với mẹ nha. Mynu ơi, con lại đi con chơi nhá. Này, con chỗ cho con chơi này. Ừ, con trèo lên cái này con chơi này. Ừ, con trèo lên đây chơi nhá. Mẹ lại đây mẹ bẻ củi. Ui trời ơi, ui trời ơi. Trời ơi, nhảy giỏi thế hả? Rồi, xuống đây ngồi chơi nha. Ngồi đó. Xin mẹ nhặt củi. Ui giời. Không biết quả gì đấy không? Không ăn được luôn. Cái này không ăn được đâu nha. Con đừng có ăn cái đấy. Con đi chơi đi. Ừ, đi chơi đi để mình dạy củi vậy. Làm gì đây? Hả? Bẻ củi phụ mẹ à? Hả? Bẻ củi phụ mẹ à? Lu ơi, con bẻ củi à? Không cần đâu. Lu ơi, để mẹ làm cho. Lu. Sao mà con bẻ được? Con không bẻ được đâu. Ừ, con không bẻ được đâu nào. Con đi xuống đi để mẹ bẻ cho nào. Nào đi xuống đi. Tôi cứ ngồi thế làm sao mà bẻ được nhỉ. Nào đi xuống đây. Nào đi xuống. Đây mẹ giúp con nha. Rồi. Ừ bẻ. Ôi trời ơi làm sao mà bẻ được. Nào đưa cho mẹ nào. Nào đưa mẹ bẻ cho. Mẹ nha. Đủ ơi chơi đi nha. Sao? Ôi trời ơi. Phụ mẹ bẻ củi à? Ôi, con đâu có bẻ đâu. Không bẻ đâu, con lại kia chơi. Ừ, con lại kia chơi. Lại chơi nha. Ừ, lại để chơi đi. Ôi, đi ra để mẹ bẻ củi nào. Đi ra đi để mẹ làm cho. Ừ, đi ra đi. Ra đi để mẹ bẻ cho. Ừ. Ừ đi ra đi. Ra đi chơi đi. Đây mẹ bế con lại đánh chơi nha. Hả? Lại đánh chơi nha. Ừ. Đây. Đấy, cho con trèo cây luôn. Trèo lên cây này chơi nha. Bẻ củi, con chơi đi. Sao? Nãy giờ chơi đâu á? Chơi đâu? Đừng ngồi đây chơi nha. Ừ, mẹ bẻ sắp xong rồi đấy, để mẹ bẻ đã. Ừ, mẹ bẻ xong đã. Còn mấy cây nữa. Lớn ơi. Ơi. Con đi lại đấy chơi đi, cẩn thận nha. Để mẹ một tí để mẹ. Nhiều trứng này. À, tổ gà đấy á. À, trứng gà để đây à. Trời ơi, giỏi đấy à. À, con thấy tụi mẹ lại lấy trứng cho con á. Giúp con lấy trứng á. Ừ, đây. Đây để mẹ ấy cho nha. Giỏi, ô trời ơi. Thấy chưa? À, con phải trứng ra này. Ơ, Đua ơi, đi đâu vậy? Đua ơi, đi đâu vậy? Ơi, đi đâu á? Ơi, ôi trời ơi, đi lấy rổ à? Hả? Lấy rổ đựng trứng à? Đi, đi nhặt trứng mua rổ nha. Ừ. Trời ơi, Mynu giỏi chưa? Hả? Biết lấy rổ đi để đựng trứng luôn. Này nha, Mynu vừa phát hiện ra trứng này, vừa giỏi đi lấy rổ để đựng trứng này. Trời ơi, thế mình nhặt trứng mình bỏ vô nè. Ừ, rồi đi. Nào, lên tới. Giữ nha, con giữ nha. Ừ, 2 quả nè. 3 quả nè. 4 quả này. Nhiều chưa? Rồi con ôm đi. Đội nón của con này, bỏ đây luôn. Mình đi vô nhà nhá. Đi. Ừ, đi vô thôi. Trời ơi, nhiều trứng chưa? Thì hôm nào á, mẹ luộc lên cho con ăn nha. Trời ơi, hôm nay Mynu giỏi quá. Wow. Trứng quá. Ôi. Trứng này. Trứng này nhiều chưa? Đâu á? Hả? À, đi rửa tay á. Hả? Tay hả? Mynu ngồi im đi. Trứng xong rồi. Cô sạch sẽ là lên lấy sữa uống nha. Không sao. Mình rửa tay thôi mà. Mình rửa tay mà. Cái mặt này. Rồi. Vô nhà lấy sữa uống nhá. Đây, đổ sữa nha. Đây, em ngồi đây. Từ thôi nha. Mynu uống sữa đi nhá. Mẹ ra ngoài mẹ lấy củi nhá. Đi. Lu đâu ấy nhỉ? Lu ơi! Lu ơi! Đâu rồi ta? Lu ơi! Đâu rồi ta? Lu ơi! Đâu rồi ta? Lu ơi! Đâu rồi nhỉ? Lu ơi! Đủ bể hết trứng này. Ôi sao lại bể hết trứng thế này nhờ? Ôi Lu ơi! Sao lại bể hết trứng này? Ơi không biết đi đâu rồi, nãy giờ gọi không được. Lu ơi! Lu à? Đấy, hả? Sao? Nãy đi đến đâu mà mẹ gọi không nghe, hả? Lu có biết tại sao mà trứng bể thế này không? Hả? Ui trời ơi! Trời ơi Lu ơi, mẹ không dọn mà. Hả? Biết tại sao mà trứng bể thế này không Lu? Nãy giờ con đi đâu? Hay là con làm bể trứng đấy? Hả? Có phải con làm bể trứng không? Ui, con có biết ai làm bể trứng không? Hả? Con có nghịch trứng không? Nãy giờ con có nghịch trứng không? Hay là con làm bể đấy? Ui sao thế? À, con làm bể à? Con làm bể em xin lỗi mẹ à? Hả? Hả? Trời ơi! Sao? Con muốn ăn trứng hay sao? Muốn ăn trứng mà không làm được á? Con phải gọi mẹ chứ, con phải ra vườn gọi mẹ chứ, đúng không? Trời ơi! Làm bể 2 quả trứng mất rồi. Ừ. Nhà tôi 4 quả trứng mà bể mất 2 quả này. Hiểu sao? Để mẹ dọn đã nha. Ôi trời. Bà ngồi nhá, thôi đừng nghịch trứng của mẹ nữa. Đây đây, đưa trứng nha mẹ. Ngồi đây nhá. Sao? Ngồi nhá. Nhưng mà giờ mẹ phải lau bàn mà. Ngồi đây tí mẹ lấy thức ăn cho con. Tí mẹ lấy trái cây cho con ăn nhá. Sao? Sao? Biết lỗi chưa? Biết lội chưa? Biết lội rồi, được rồi. Lên đây này. Ngồi đây để mẹ dọn này. Đúng rồi đấy. Ngồi đấy đợi mẹ nha, mẹ dọn xong đã thì mẹ lấy đồ ăn cho. Thích ăn trứng hả? Đúng. Thích ăn trứng à? Đây. Đây để mẹ dọn nha. Đâu mẹ làm đâu nhà ngồi đây. Ui giời, ui giời, ngon không? Ngon không? Để mẹ bế. Để mẹ bế nha, mẹ thương nha. Ngon không? Đây. Giỏi. Giỏi, ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ngọt không? Đây đây đây. Đây. Ôi. Chà, ăn giỏi dữ ta. Ai mà ăn giỏi dữ ta? Nu đúng không? Nu đúng không? Nu ăn quá giỏi luôn đấy Nu ơi. Đây. Wow. Ngon chưa? À? Ăn hết đi con, ăn hết đi. À, ngon không? Hả? Lần sau mà con muốn ăn trứng á, con phải gọi mẹ nhá. Đừng gọi ấy mà trứng nó lăn xuống là nó bể hết đấy, hiểu chưa? Sao? Mẹ không lao ăn đâu. Ngon không? Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Quá, trời ơi, giỏi chưa? Rồi, ăn từ từ nhai đi đã. Ngon không? Nhai hết đi này, cái miệng này. Trời ơi. Đây. Ăn đi. Chọn cái miệng kìa. Ôi trời ơi, cái miệng kìa. Trời. Hết rồi này. Hết rồi. Wow. Miêu giỏi nhất Mynu nhỉ. Miêu giỏi nhất. Trời 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 trời. lắm. À, nãy giờ mình ngồi ở đây là không đi ra ngoài đấy, không đi ở đây, không có trong nhà, chỉ có đi ra ngoài đấy thôi. Vậy bây giờ con đi đâu á? Mẹ tiêu con phải chết luôn á. Hả? Bây giờ con đi đâu á? Trời ơi, mỏi chân quá, để mẹ ngồi mẹ tẹo. Hả? Bây giờ đi đâu? Bây giờ đi đâu mà rớt cả nón thế này? Đi đâu á? Ôi, không có tổ trứng ở đấy à? Nó không cái ổ ở đấy à? Thế này có một cái tổ ở đây. À, nãy giờ là con đi kiếm trứng à? Hả? Nãy giờ đi kiếm trứng à? Nhưng mà cái tổ này gì có trứng đâu, không có quả nào là nu. Trời ơi, toàn vỏ không đây này. Vỏ không à? Hả? Ôi trời ơi. Làm sao á? Đi kiếm trứng làm gì? À, bữa con làm bể trứng nên là giờ con muốn đi kiếm trứng à hả? Trứng để đưa cho mẹ. Thôi, mẹ có trách con đâu mà con đi kiếm trứng cho mẹ em chi. Hả? Trứng mẹ đi mua rồi mà, giờ con đi kiếm làm gì còn trứng đâu mà con kiếm, đúng không? Đi, thôi mình vô nhà nhá, không cần phải đi kiếm trứng đâu. Mai bố mẹ đi mua cho con, phải kiếm đâu. Giờ làm gì còn trứng nữa, người ta thu hoạch hết rồi. Đi. Nha. Thì cô mẹ rửa tay chân cho nhá. Mẹ rửa tay chân cho Mynu nha. Lần sau con đừng có đi kiếm tùm lum như vậy nữa chưa. Lần sau mà con mà muốn đi như vậy là con gọi mẹ nhá. Chưa? Ừ, chứ không là mẹ lo lắm đấy. Mẹ lo mẹ đi kiếm con không à. Chưa? Lần nào. Không rửa. Không rửa thì rửa tay. Không rửa thì hãy rửa tay. Cái tay cái mặt, cái tay cái mặt. Đi vô nha. Ừ, đi vô nhà. Đợi mẹ với. Nuôi ơi, chạy nhanh đấy. Nuôi ơi, để con nó ở đây. Nuôi ơi, con nó ở đây. Nuôi ơi, tôi nó ở đây vậy. Nuôi ơi. Ôi trời ơi, trứng à? Trứng ở đâu ra đây? Hả? Hèn chi mẹ thấy cái nón của con ở ngoài vườn chuối này. Là con đi ra nhặt trứng à? Ôi, được 3 quả luôn mà sao con lấy vào đây được hay vậy? À, sao mà lấy trứng vào đây được hay vậy? Hả? Trời ơi, sao mà giỏi thế? Bỏ vào đâu á? Đừng nói bỏ vào túi nha. Đừng nói con bỏ vào túi à? Có phải bỏ vào túi không? Chứ làm sao mà con cầm vô được? Này, bể mất một tẹo rồi nhưng mà không sao. Giỏi thế. Được rồi, nón cũng bị hư rồi, để nào mẹ sửa lại nha. Nhà cất đi. Đây. Hắn nha. Hắn đây. Ngon nha. Nó giỏi lắm à. Giỏi, con ăn từ từ đây. Này Mynu giỏi nha. Trời ơi, lấy được 3 quả trứng luôn. Giỏi ghê. Ăn kìa. Ăn nhiều vào nha, ăn nhiều vào cho khỏe. Để sức còn đi thu hoạch tiếp nha. Nó giỏi lắm. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Giỏi. Ghê nha, cái bộ đồ này cũng tiện ghê đấy nhỉ. Bỏ trứng ở đây luôn nè. Chẳng là con bỏ ở đây đúng không? Để mẹ kiểm tra coi nè. Đây nè, eo ơi. Bẩn này là do con bỏ trứng này đúng không? Rồi, trời ơi, ăn kìa. Không không? Không nói chuyện à? À, giỏi chưa? À, giỏi chưa? Ngon nhỉ? Wow, giỏi. Ăn giỏi đấy. Đã ăn giỏi mà nhỉ? Ăn giỏi xưa nay rồi mà, đúng không? Chà, bận hết áo không? Ăn. Giỏi. Mình giới thiệu mẹ. Giỏi. Giỏi. Ôi giời ơi. Tiếp nha. Ngon nhỉ. Này, Mynu ơi. Giỏi. Thế trứng gà Mynu để làm gì? Mynu lấy trứng gà vô để làm gì? Luộc ăn à? Hay là làm gì? Hả? Mình nên làm món gì cho ngon đây nhỉ? Mình phải làm món gì cho ngon chứ, đúng không? Này. Giỏi, con ăn hết đi. Còn 2 miếng này. Còn 1 miếng nữa. Ăn. Wow, 1 miếng nữa đấy. Giỏi. Lấy gói bột ra để làm bánh à? Cô làm bánh hả? Ừ? Cô làm bánh à? Không cắn. À, là muốn làm bánh à? Con nhìn á, nhìn gì á? Hả? Nhìn gì vậy? À, cái máy làm bánh mẹ mới mua à? Ừ, cái làm bánh ấy. Phải cái này không? Có phải con nhìn cái này không? Đúng rồi, cái máy này máy làm bánh ấy, bánh bông lan ấy. Để mở ra trong này cho bà xem này. Ở đây. Đây, còn thôi mình ra ngoài kia mình làm đi. Mẹ làm bánh cho mình không ăn nhá. Mình muốn ăn bánh hả? Không muốn ăn bánh hả? Này. À, đây còn trứng nữa này mình nuôi. Hồi sáng là hôm qua đi lấy trứng này, đúng không? Ôi trời, để nữa. Giờ mẹ sẽ đập trứng nha. Trứng hôm qua con lấy được nè. Nè. Trứng hôm qua con đi lấy đấy. Rồi. Đánh 3 quả đó nha. 2 3. Rồi. Đợi mẹ nha. Bánh này ngon rồi mẹ nha. Đổ đường vào. Ừ, đây. Bây giờ nha, bây giờ mẹ sẽ đổ vào đây mình xay nha. Mình xay trứng trước nha. Mình xay trứng để cho nó tạo thành bột này. Đây này, cái bột này nó đã bông lại rồi Nu này. Để đổ ra nha. Wow, đã chưa? Bây giờ mình sẽ đổ bột vào nhá. Đây. Mình đợi mẹ tẹo nha. Mình ăn rây cái bột này cho nó mịn ra Mynu ạ. Rồi. Đây. Mình sẽ đánh cho nó đều lên nhá. Nhìn mẹ này nuôi, nhìn này. Ê con đừng có nha, con đừng nha, dính tay vào đây rồi, giơ tay đấy. Để mẹ làm chứ. Ừ, con muốn phụ mẹ quay à? Mẹ. Đây này mẹ chỉ con quay nha. Đây này, cầm vào đây. Yeah, đúng rồi. Giỏi. Thôi để mẹ quay cho. Sao con lại muốn quay nữa à? Rồi. Giờ mẹ đổ bột vào đây nhá. Rồi đợi em tí. Đóng máy lại nhá, nhìn này. Rồi. Để Mynu ơi, đèn nó sáng này, để mẹ. Cái máy này nhá. Trời hôm nay sắp 10 em nuôi. Chính lên nha. Wow. Thơm mình ơi. Nè, có hình này, nhiều hình chưa à? Mình lấy một cái ra nhá. Wow. Wow. Nè. Thấy không? Có hình luôn đấy luôn ạ. Ừ, mình lấy ra. Hình mặt cười này. Nè, nuôi hình cái thông nè. Con nuôi, tự nhiên chúng nuôi nữa. Mình làm bánh cho chúng nuôi. Này hình ngọc trai này đẹp chưa à? Mẹ cố tiên thôi. Này cái này đẹp chưa này? Nóng quá, phải thổi đi. Rồi đợi mẹ một tẹo. Đây. Con đấy. Chà, ngon nhỉ. Làm tiếp nha. Này thôi. Không nổi luôn. Ừ, con ăn đi. Cho mẹ. Ừ, con ăn đi. Ừ, con ăn đi nhá. Mẹ nướng thêm vài mẹ nữa. Mình nướng nhiều vào nữa. giỏi đấy. Con ăn đấy. Rồi con ăn đi. Trời ơi nhìn đẹp nuôi. Nó nở ra nè. Wow, dễ thương chưa? Mày đóng lại nha, để cho nó chín rồi một tẹo. Ôi trời ơi, giỏi chưa? Nuôi. Chín nữa rồi này nuôi. Tên tên tên. Ôi cái này đẹp này nuôi. Wow. Nuôi. Đẹp chưa? Đây. Wow. Ăn giỏi thế. Hả? Ngon không? Tuyệt vời nhung nhỉ. Wow, cái này cũng đẹp nè. Nuôi. Đẹp không? Con có thích cái hình này không? Nè, cho con ấy. Hình này là hình con chó đấy. Rồi con ăn đi.